Yeah. Hello mọi người. Ok. Mọi người quay cho mình hôm nay người cười đang cười phía sau. Cái quay vẫn là anh Sứ Dòm TV. Sứ Dòm. Sớm vừa. Sáng sớm nói mưa giăng quá mọi người. Hôm nay là mình sẽ review cho mọi người xem một món đồ đây. Ở trên đây mẹ. Thấy giống cái bà lô không? Cần câu à. Không phải, cũng cần câu có review chi cha. Đây là một cái món hàng mình mua ở trên shop nha mọi người. Cái này là một cái cây gậy bóng chày giá 339k mọi người. Đó. Nó rất là có nhiều loại rất là rẻ, mấy chục ngàn cũng có, 100 ngàn cũng có, 200 ngàn cũng có, nhưng mà mình mua loại mắc nhất đi. 339k. Loại này có chiều dài là 80cm mọi người. Là tạch là 8 tấc á. Ok, bây giờ mình sẽ khui ra và review cho mọi người xem thử nha. Nó có cái túi đựng đàng hoàng luôn. Ok. Ở trong đây nó bao cái này nè mọi người. Xốp. Nó bao xốp. Tháo ra luôn. Chữ này chữ gì vậy ta? Security. Không. Chữ này chữ gì vậy bạn? Chữ Hàn Quốc hay Trung Quốc vậy? Chữ Nhật Bản. Nhật Bản hả? Nó giỡn á, chữ Trung Quốc. Chữ Trung Quốc hả? Ừ. Chắc là vậy á. Ồ. Chữ này chữ gì? Cấm đúng không? Cấm là cấm cái gì ta? Đọc được không? Nguy hiểm. Cấm bỏ vào lửa. Ủa cái này nó nổ hả? Đóng đại à. Mình không biết gì. Ok, đây nè mọi người. Cái chữ bát, cái này rất là cứng. Chứ là cấm chọt tùm lum tùm la. Cứng ngắt luôn á. Wow. Lại gõ là đủ biết nó dày cỡ nào rồi mọi người. Rất là cứng nha. 339k mọi người. Bây giờ mình mua về mình sẽ dùng nó mình đập phá đi. Phá. Ừ. Đập gạch, đập đồ các kiểu coi thử coi nó cái này nó có thể công phá được tới những cái đồ cứng gì. Okay. Cái này là mình phải đập đồ cứng, mình đập gạch, đập bê tông luôn á. Chứ còn mà cái này mà đem đi đập trái cây đồ nhầm về đúng không? Này đập bể đi dừa có. Bể đi dừa bình thường, cái này đập vô con người cái khỏi nói luôn. Chơi chắc luôn mọi người, chơi đá luôn, đập đá luôn. Oh my god. Quyết định bữa đập đá vậy. Ok, nó đùa thôi, bây giờ là mình sẽ đem nó ra mình tiếp. Trước tiên là mình sẽ tiếp thử cái viên gạch coi thử nó như thế nào mọi người. Cái này nặng khoảng chừng 60 lạng gì đó. 60 lạng. Cỡ đó bạn. Ok, bây giờ là mình sẽ ra mình dựng lên một cái hiện trường và mình sẽ dùng nó đập phá nha mọi người. Okay, ok, let's go. Ok, mình đã chuẩn bị cái hiện trường là cái khe trống này nè mọi người, lót cục đá là cái khúc cây mình để viên gạch chính giữa nè. Bây giờ trước tiên là mình đập cái nhẹ, mình test thử viên gạch cho mọi người xem nha. Nhẹ hả? Đó, đi qua tay cho nó ngầu ngầu rồi đó. Đây giờ mình để vừa thả nhẹ thôi nè, viên gạch thì chắc nó bể chắc luôn á. Không quan trọng mình đập nhẹ hay mạnh cái lực của nó thôi. Thử nha. Thả nhẹ chắc không bể quá. Hả? Thử đi. Thử đi. Mình đón là không bể. Từ đây thả xuống nè mọi người, từ đây nè. Wow. Cái kinh không? Cái đó đập là thả gì? Thả đâu, đập đâu. Thì không. Vua mà nó là cái men ghê ta. Đó, thấy mọi người thấy nó cứng không? Bây giờ mình cái này đập là mình lấy một viên mình thí nghiệm thôi. Chứ mình đập là mình đập 5-6 viên lần lượt. Oh my god. Ok, bây giờ mình sẽ chuẩn bị 5 viên gạch mình trầm lên mình đập thử nó bể không nha. Ok. Phải mày không? Phải luôn. Phải tao chín ngón không? Ok, bây giờ mình đã chốc 5 viên rồi mọi người. Đó. Giờ mình test thử được thế nào nha. Hy bạn xào lúa xin giùm mình nha. Ok. Quay góc cho rộng cho mọi người vậy đó nha. Thử nha mọi người, mình đập hai tay nha. Muốn mà đập gì thì nó đẹp, nhưng mà đập gì cho nó xuống có lực. Rồi, bây giờ mình hút nha mọi người. Sao? Nó lạ lắm mọi người, tới đây coi nè. Cái hai viên ở trên nó bể nè. Đó, cái viên chính giữa nó nguyên luôn. Đó, quay thấy cho mọi người thấy bạn. Rồi đây. Hai viên ở dưới nó lại bể nữa. Nó lạ lùng thiệt. Đời chén kìa ta. Lực cân bằng. Do cái gì bạn giải thích được không? Khi mà hai viên ở trên bể xuống thì phản lực nó sẽ truyền cái gì mà có một cái loại vỏ công phu mà chưởng cái thằng này mà thằng sau bị văng á. Đó thì nó nén lại ở chính giữa đúng không? Đúng rồi, cái chính giữa nó là cái lực lớn nhất. Gì hả? Nó sẽ chắc nhất. Vậy là chính giữa nó sẽ không có bị gì hết. Đúng rồi. Ở dưới ở trên bể. Bây giờ mình xuống vừa thử các bạn. Rồi xong bắt đầu mình review qua cái cây. Coi cái cây thử nó. Cây xanh lá xanh cây nào cũng xanh.
chừng nào em xanh em nói với anh ê, chớ đừng có nói vợ anh, nói cho tan miễn xanh là đời ta kể như bánh trăng. Mình nãy giờ mình không nói mình không nói luôn thì mới làm cho bất ngờ hiểu không? Ở vô mát này máy nó nóng bây giờ. Mình phải bật cái cây nó mới hài đó, dễ thương. Mình không để ý luôn mọi người. Ủa nó mớp luôn trở. Mình quyết định là mọi người, cây mua này giờ quyết định mình đập cho nó mớp cho nó cong nó gãy luôn cũng được. Chú ý mình coi thử cái lực nó mạnh như thế nào thôi. Bây giờ nó cong gì nó vẫn còn đánh được. Được. Sống vừa bạn quất thử phát nữa bạn. Bây giờ mà được sống vừa nó quất thử coi cảm giác thế nào nha mọi người. Ok. Rồi, cái hiện trường anh em mình đã chuẩn bị 3 viên gạch nha mọi người. Để sớm gì nó quất thử, 5 viên nó cong mấy cây rồi. Quất 3 viên là người ta. Vô, thủ thế nè bạn. Bây giờ, trùng người xuống chỗ đẹp đẹp đó nè. Chuẩn bị. Bể hết luôn mọi người. Vô đây coi, vô cái cây của cây nó sao? Đây. Bây giờ là nó cong đều rồi mọi người. Nó là đều lên đét thôi, đều lên đét. Đều lên đét cái cây, lên đét cái cây. Rồi ok, quay tròn. Đẹp mà. Đẹp, đẹp được, đẹp. Cho nó tròn đều chứ. Bây giờ lấy nữa mình đập cái đây luôn đây. Cho nó đều luôn. Nó thành ok, bây giờ mình có một cái món này rất đặc biệt này. Bây giờ là mình có cái này rồi mọi người. Đây cái cục bê tông này. Ồ. Cái miếng bê tông này là cái miếng đan đó. Hồi đó mà tao đẩy hầm cầu hầm rút đồ á. Nó dính mấy cái ấy trong đây không à, mấy cái phèn đó. Ồ, đập hầm cầu luôn. mình này mọi người xem nè, quay sắt cho các bạn, nó có sắt nè. Thấy không? Nó có sắt luôn nè, thấy không? Wow, nó có cái mùi gì nó dễ chịu vậy ta. Không tồn đâu. Ở bây giờ mình quất cái miếng đan này luôn nha mọi người, có sắt này nó cứng lên. Bây giờ mình đập cái này, mình đập tới khi này nó bể thôi nha. Cho banh xét cái cây cũng chạy luôn. Trời lớn luôn nha mọi người. Thì lớn luôn, bây giờ mình chuẩn bị mọi người. Thì chắc luôn đi anh em. Chắc luôn anh em. Rồi, chuẩn bị rồi mọi người. Đây, cho lớn luôn nha bạn. Quất cho nào bữa thôi nha em. Bạn chuẩn bị góc quay slow motion cho mình nha. Ok, ách sát. Quất cho mọi người. Dục luôn. Dục. Cái mình. Đúng rồi anh. Đặt thôi. Gãy ngay luôn không? Gãy luôn. Đùa. Mưa to cũng giận, nắng gắt cũng giận, cúp điện cũng giận, trăng sáng cũng giận, nói nhiều cũng giận, nói ít cũng giận, anh cười cũng giận, anh khóc cũng giận, cái thằng trong phim nó chết. Điên rồi. Nắng quá nó điên rồi. Đập xong nó điên rồi. Vô rồi. Sao? Đập 5 cái thôi, 5 cái đúng không? Cũng nhớ nữa. 5 cái 6 cái vậy mọi người. Wow, mệt. Wow. Thì là kinh mọi người ạ. Kinh hả? Quá. Đập 5 cái không bởi kinh thủy khô kinh. Lấy đâu rồi? Đồ này lấy không? Về bán nhôm nhựa. Cái này mình về. Này đây vô để review cái cây cho mọi người xem. Về mình rèn này thành cái kiếm. Nó mớp luôn mọi người. 339k, 340k. Kết quả là phá xong mấy cái nét luôn cái cây này rồi. Cây này là không có giá trị gì để trưng bày nữa, bây giờ cây này là bán phế liệu. Ok không bạn? Ok luôn. Cây này mình bán là có thể là được 7 đến 8 ngàn. Anh em mình chia ra người 3-4 ngàn mua kỹ tờ tiên mất. Ok không? Chớt luôn các bạn ơi. Ok. Thì cái màn review cái cây bóng chày của mình đó đây nó kết thúc rồi mọi người, dục luôn nha. Để đó, nó thành hàng phế liệu rồi, giữ chơi nữa. Thôi, mệt quá, xúc mồ hôi. Thôi mình cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian quý báu ra để xem cái video của Hình Ra TV nha. Thì lâu lâu mua cái đồ review chút cho mọi người xem chứ tiền đâu mua hoài phí cho mọi người 340k mất luôn rồi. Ok thì cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian quý báu ra để xem cái video của Hình Ra TV. Qua một ngày mới thì mình xin chúc tất cả mọi người nè vui vẻ nè, thành công trong cuộc sống nè, làm ăn nó tiền bạc nó vươn lên tiền vô như nước nha đó. Ok thì bây giờ mình xin dừng clip đây và hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo nha. Bây giờ thì anh em tụi mình xin
Bye bye mọi người nha. Bye bye.